Chào, hôm nay là một ngày mới nữa. Mâm cơm chay kỳ duyên của mình sẽ là một món rất là đơn giản nhưng mà cũng bổ dưỡng, đó là canh củ su với đậu hũ luộc. Những cái món ăn chế biến hàng ngày của gia đình mình là nó rất là đơn giản nhưng nó bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình, cho cơ thể của mình. Vì ăn chay cho nên mình sẽ chuyển đổi những cái món ăn hàng ngày hàng ngày. Một ngày thì mình sẽ nấu canh xào, mình đổi nấu canh, mình đổi xào, làm gỏi, ăn đậu hũ khìa với rau, gỏi cuốn. Mỗi ngày mình đều thay đổi. Đây là khâu mình chế biến. Mình đang sơ chế củ su. Một bí quyết nữa là củ su nó hay có mủ rất là nhiều, cho nên trước khi gọt củ su mình nên gọt cùng với nước, mình cho thao nước vô, mình gọt cùng với nước thì mình sẽ không có bị dính mủ vô tay nhiều. Rồi, củ su mình đã gọt xong, chúng ta sẽ củ su ra nha. Cắt bằng bằng trắng cho cái miếng su của mình nhìn nó sẽ ngon. Mặc dù là nấu canh ăn gia đình nhưng mình xắt miếng củ su rất là ngon. Cái hạt của su rất là béo. Nấu hết. Vì hạt củ su nó béo ngon cho nên mình tách, mình lấy nguyên cái hạt nó ra mình nấu, mình ăn nguyên hạt cho nó dễ, để mình sắc nó nhuyễn ra cái không có nhiều để mình ăn. Đây là khâu mình chuẩn bị để mình nấu. Mình chuẩn bị nấu canh. Bắt lên mình nêm một ít hạt muối. Muỗng cà phê, hạt nêm. Muỗng cà phê bột ngọt. Khi mình bắt nước lên thì trước khi mình bắt nước mình cũng đã luộc đậu hũ. Bởi vì canh củ su của mình ngày hôm nay mình nấu với đậu hũ luộc, cho nên mình đã chuẩn bị nồi đậu hũ luộc. Mình đã luộc đậu hũ. Mình sẽ luộc đậu hũ ở trong nước khoảng 15-20 phút, lửa lớn rồi dặn lửa nhỏ. Như vậy thì đậu hũ nó sẽ rất là dai. Khi nó dai lên mình nấu cùng với canh nó rất là ngon. Nhưng mà đậu hũ mà mình không luộc, mình nấu thì nó bở, không có đủ dai. Cho nên trước khi mình nấu canh mình sẽ nấu luộc đậu hũ trước, để cho đậu hũ là dai. Đây là hành, gà ngò mình chuẩn bị để vô canh. Vì cái trong cái canh củ su của mình ngày hôm nay là hành với ngò rất là nhiều. Hành ngò nhiều cũng tốt, nó tăng hương vị đậm đà cho canh của mình. Đây là củ su mình chuẩn bị, đợi nước sôi mình hãy để vô. Tại vì mình để vô nước đang sôi thì củ su nó sẽ rất là xanh, xanh tươi. Nếu mình để củ su trước thì nó sẽ bị tái, cho nên mình đợi nước nó sôi lên đủ mình cái hả để củ su vào. Rồi đậu hũ mình cũng dai rồi, bây giờ mình sẽ cho qua nồi canh.
để qua nồi canh cho tiếp tục nó sôi lên ở trong nồi canh cho nó dai thêm nữa cũng tốt. Đậu hũ luộc trước để nấu canh nó rất là dai và ngon. Chứ mình không biết làm như vậy thì đậu hũ mình thả trực tiếp vô nó không đủ dai. Rồi đợi nước sôi lên mình sẽ đổ củ su vào. Rồi nồi nước của mình nó đã sôi lên. Mình sẽ cho củ su vào. Và tiếp tục đậy nắp. Nó sôi lên một chập nữa là được. Củ su mình không cần cho nó quá chín. Nếu củ su quá chín thì nó sẽ không ngon. Nó vừa chín tới nó sẽ rất là ngon. Rồi, như vậy là nồi canh của mình đã sôi lên. Chín, vừa chín tới rất là ngon. Mình sẽ để hành và ngò vào và nhắc xuống nha. Ở đây canh trái su mình để rất là nhiều hành và ngò cho hương vị nó hấp dẫn. Đây là một nồi canh củ su chay rất là ngon, tuyệt vời và bổ dưỡng cho một bữa ăn cơm chay thuần khiết hàng ngày của gia đình của chúng ta. Bởi vì là ăn chay không có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Vì vậy mà chúng ta mỗi ngày đều phải đổi món ăn cho gia đình của mình nha. Hôm nay là canh củ su, thì ngày mai cũng sẽ là một dĩa đậu que xào. Hay hoặc là ngày mốt cũng sẽ là một dĩa gỏi. Ngày kia sẽ là một tô canh chua chay. Mình sẽ đổi món ăn mỗi ngày cho gia đình mình. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp nha. Cho thêm một chút xíu đường, hồi nãy mình quên để đường. Mình để rất là ít đường cho nồi canh. Bột ngọt với lại hạt nêm và muối mình đã nêm xong. Rồi mình sẽ cho ra tô. Canh củ su của mình ngày hôm nay gồm có củ su, hành ngò và đậu hũ luộc. Rất là đơn giản cho một bữa cơm chay của gia đình, nhưng mà rất là bổ dưỡng và hấp dẫn. Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Rồi mời mọi người cùng thưởng thức một bữa cơm chay với gia đình mình. Và chúc mọi người ngon miệng, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. A Di Đà Phật.